Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là cuồng giáo, dị giáo. Mới xuất hiện, nhiều gia đình đã tan cửa, nát nhà. Vợ trẻ bỏ chồng cùng ba con thơ, tan nát gia đình, vì theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, là ba trong số hàng trăm dòng tiết nổi bật. Nói lên hậu quả đau lòng, từ việc bị lôi kéo, dụ dỗ vào vòng u mê, của cái gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Thời gian gần đây, điều gì đã làm cho những người tham gia vào hội này trở nên cuồng tín, chấp nhận đánh đổi sự yên ổn, hạnh phúc của gia đình mình để nhận lấy một niềm tin hoang đường như vậy? Hy vọng phân tích sau đây của những chức sắc đại diện cho tôn giáo chính thống sẽ làm sáng tỏ vấn đề. Theo Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Tổng hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, miền Nam, cái gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ phát xuất ở Hàn Quốc do một người tên là Anh Sang Hong lập ra. Sau khi ông này qua đời, vợ ông là bà Giang Di ra tiếp nhận. Mục sư Hòa cho rằng, hội này cũng sử dụng một số điều trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, có một số giáo lý sai với Kinh Thánh khi họ lồng ghép ý chí chủ quan của con người vào, đặc biệt là giáo lý về Chúa tái lâm và về ngày tận thế. Họ định trước ngày tận thế và kêu gọi tín đồ chú ý về giáo lý này. Mục đích là để dâng hiến tiền bạc, không lo làm ăn mà chỉ cầu nguyện để chờ đến ngày tận thế. Do đó dẫn đến việc nhiều người tham gia vào hội này thì đa số gia đình mất hạnh phúc, tán gia bại sản. Mục sư Hòa nói, kiểm chứng qua thực tế gần đây cho thấy nhận định này hoàn toàn có cơ sở, khi mà đã có nhiều gia đình bất hòa, vợ chồng ly dị, sống không hạnh phúc. Khi có người bước chân vào tà đạo này, riêng đối với tín hữu Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Mục sư Hòa cho biết đã truyền giảng những nhận định về giáo lý sai trật của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Với vai trò là một lãnh đạo, quản lý về mặt tinh thần, Mục sư Dương Quang Hòa nhắn nhủ với những tín hữu Hội Thánh Tin Lành Việt Nam là những giáo lý mà Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ nói trên là không đúng với Kinh Thánh. Nếu muốn tìm hiểu thì phải nghiên cứu kỹ Kinh Thánh, còn không thì đừng tiếp xúc. Phải hết sức dè dặt khi tiếp xúc, còn tốt nhất là không tiếp xúc với những người đi giao giảng về cái gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Bởi mình đã có chân lý rồi, tôn chỉ ở Kinh Thánh, cái nào sai thì mình không nghe, không theo, không tiếp xúc. Mục sư Dương Quang Hòa gửi thông điệp. Đồng quan điểm nêu trên, Mục sư Đỗ Hoàng Phong, Tổng thư ký Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, kiêm quản nhiệm Hội Thánh Đà Nẵng cho biết, những ngày qua, dư luận và ngay trong cả tín hữu của Hội Thánh Đà Nẵng cũng rất bức xúc trước việc Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo Mục sư Đỗ Hoàng Phong, thật ra, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là hội tự xưng nhận giáo lý của họ dựa trên Kinh Thánh, nhưng có sự thêm thắt ý chí của con người. Vì vậy, với chúng tôi, đây là hội hoàn toàn không được gọi là hội thánh. Bởi vì, hội thánh là những người phải tin nhận Chúa Giê-xu, còn hội này lại đặt niềm tin vào ông Anh Sang Hong. Cho nên đây không thể gọi là hội thánh, Mục sư Đỗ Hoàng Phong khẳng định. Nói về việc, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tuyên truyền lôi kéo người dân tham gia thời gian gần đây, Mục sư Đỗ Hoàng Phong nhìn nhận, mỗi người đều có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, nhưng thiết nghĩ cũng cần phải tỉnh táo, khôn ngoan để xem xét, đánh giá trước những lời dụ dỗ, kêu gọi tham gia sinh hoạt đạo, có đúng hay không? Thứ nhất là đúng pháp luật, thứ hai là đúng Kinh Thánh. Nếu như vội vàng đi theo, thì sẽ nhận lấy những hậu quả của nó, có thể là mất mát về tài sản, xáo trộn cuộc sống gia đình, xã hội và ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cuộc sống bình yên của người dân nói chung. Tốt nhất là khi nghe đến Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, thì các tín hữu hoặc là những người muốn tìm hiểu nên đến các nhà thờ hỏi các vị mục sư ở trong các hội thánh chính thống để tìm hiểu, biết rõ hơn. Chúng ta có quyền lựa chọn tín ngưỡng, tôn giáo cho mình, nhưng phải tỉnh táo, tránh việc mê tín dị đoan sẽ ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội. Những hội thánh tin lành chính thống, người ta dựa hoàn toàn vào Kinh Thánh để thờ Đức Chúa Trời mà không có sự thêm thắt của con người. Nhưng Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ thì có sự thêm thắt của con người vào đó, cho nên nó dẫn những người đi theo họ gia nhập vào hệ phái này. Tin tưởng vào một con người hơn là tin tưởng vào Đức Chúa Trời, điều này theo tôi là mê tín, Mục sư Đỗ Hoàng Phong thẳng thắn. Nói về sự cuồng tín, mù quáng của những người tham gia, Mục sư Đỗ Hoàng Phong cho rằng rất có thể họ nhận được những lời hứa hẹn về điều gì đó, về vật chất ở trần gian hoặc là một viễn cảnh mà những người theo họ sẽ được hưởng ở trên trời, nên người ta dễ dàng tin và gia nhập. Bản chất của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là dị giáo, cuồng giáo. Mục sư Đỗ Hoàng Phong nhấn mạnh, chấp sự Nguyễn Văn Hoàng,
Hội Thánh Tin Lành Đà Nẵng nêu quan điểm là một tín hữu tôn thờ Đức Chúa Trời. Tôi cho các giao giảng của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là điều hoàn toàn không đúng theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Là một công dân mà tại sao lại khuyên những người khác bỏ vợ, bỏ chồng, đập bỏ bàn thờ tổ tiên, ăn ở bầy đàn, sống không có vệ sinh. Trong Kinh Thánh có nói với chúng tôi rất nhiều về nếp sống đạo, kính Chúa, yêu người, vâng phục nhà cầm quyền, thực hiện đúng mọi quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước, với tổ quốc, các tín hữu với nhau, giữa làng xóm với nhau đoàn kết, hòa thuận. Tôi cho rằng, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là một điều bôi nhọ, những người này không phải là con cái của Chúa, họ chỉ là một nhóm tà giáo, dị giáo. Chúng tôi, những người thờ phụng Đức Chúa Trời, không bao giờ có hành động như thế này, và kịch liệt lên án những hành động như đã nói ở trên. Chấp sự Nguyễn Văn Hoàng bức xúc. Có thể nói, những phân tích nêu trên đã nói lên tất cả. Thiết nghĩ, người dân cần hết sức cảnh giác với các luận điệu tuyên truyền của thứ đạo có giáo lý quái gở này. Đề nghị các cơ quan chức năng tích cực làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, nhằm ổn định an ninh trật tự, ngăn chặn hệ lụy xấu cho xã hội. Chính X kể về hành trình tham gia và thoát khỏi Hội Thánh Đức Chúa Trời. Đang là sinh viên năm cuối, Hải ở thành phố Thanh Hóa bị lôi kéo vào Hội Thánh Đức Chúa Trời. Sau gần một tuần tham gia, cậu may mắn thoát ra nhờ lời khuyên kịp thời từ bố mẹ. Hải 23 tuổi, ở thành phố Thanh Hóa, hiện có một công việc ổn định gần nhà. Nhìn vẻ ngoài thông minh, chững chạc hiện tại, ít ai biết rằng Hải đã từng bị lôi kéo vào tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời. May mắn thoát khỏi hội nhóm này. Nhưng khi nghĩ lại những ngày đó, cậu vẫn chưa hết ám ảnh, sợ hãi, bị lôi kéo vào hội bởi bạn cùng lớp. Hải kể, thời điểm sau Tết Nguyên đán 2017, cậu là sinh viên năm cuối của Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa. Một hôm đang ngồi học, Hải bị một bạn nam cùng lớp, người đã tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời, bắt chuyện và hỏi nhiều câu hỏi lôi cuốn, hấp dẫn. Bạn ấy hỏi em là, có biết ai sinh ra mình và sinh ra loài người không? Hải nhớ lại. Khi Hải đang tò mò và đặt câu hỏi lại, thì người bạn hẹn gặp ở một nơi yên tĩnh. Cậu bạn lấy lý do, vì đang ở chỗ đông người, ồn ào, nên không thể nói chuyện tiếp. Theo lời hẹn, Hải và cậu bạn gặp nhau ở một quán cà phê, vào chiều cùng ngày. Cuộc nói chuyện bất ngờ xuất hiện, thêm một người đàn ông tên Tính, do người bạn gọi đến. Sau lời chào thể hiện sự thân thiện, vị khách là cho Hải xem các tài liệu, clip liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa Trời. Sau đó, ông ta nói về những điều phi lý trong cuộc sống. Tuy nhiên, qua cách ông ấy giải thích, thì tất cả đều có lý. Ví dụ như, sự sinh ra vạn vật trong vũ trụ, cuộc sống của con người hiện tại là đang cố gắng sinh tồn, để chờ đến ngày chết. Con người sẽ ra sao, sau khi mất đi ở thế giới này, Hải kể. Nghe xong câu chuyện, Hải có cảm giác bị cuốn hút, tin tưởng vào họ. Tiếp đó, nam sinh đi theo người này, đến một ngôi nhà 2 tầng, ở đường Bà Triệu, thành phố Thanh Hóa do họ thuê. Ngày gia nhập, bước lên tầng 2 căn nhà, Hải thấy nhiều người, bao gồm cả già lẫn trẻ, trai gái, thậm chí có cả trẻ em. Họ cùng nhau sinh hoạt và nấu ăn tập thể. Buổi hôm đó, Hải phải chờ người, gọi là chấp sự, từ Hà Nội vào để làm lễ nhập hội, vì cậu là người mới. 20 giờ cùng ngày, người đàn ông gọi là chấp sự mới vào đến nơi. Liền sau đó, tất cả mọi người xếp thành hàng ngang. Người đàn ông phát cho mỗi người một chiếc áo choàng và bảo mặc vào. Tiếp đến, từng người một vào nhà vệ sinh với ông này để làm lễ. Khi làm lễ, mắt ai cũng phải nhắm, hai tay chắp đan vào nhau và được dội một thứ nước gì đó. Từ đầu đến chân, người chấp sự sau đó đặt một tay lên đầu Hải và đọc lời xin nhập hội. Khi vào hội, nam sinh này còn được ghi tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại vào một cuốn sổ lớn. Cuốn sổ này ghi chung cho những người tham gia. Việc ghi vào cuốn sổ lớn đó được họ cho rằng như giấy khai sinh, là ngày được sinh ra, ngày sinh nhật tâm hồn của chính mình. Ngoài ra, Hải và mọi người còn cùng được ăn một mẩu bánh màu trắng không mùi vị, uống một loại nước màu đỏ. Đó được cho là các nghi thức trong các buổi lễ. Cũng theo lời Hải, khi gia nhập hội, các hội viên phải tuân theo những điều luật như không thờ cúng bất kỳ hình tượng nào, hoặc người đã chết, không được ăn tiết máu, không ăn đồ cúng, buộc tham gia lễ vào ngày thứ bảy, không tha thiết với cuộc sống sau ngày nhập hội. Hải cho biết, sau ngày dự lễ gia nhập Hội Thánh Đức Chúa Trời, đầu óc em, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến họ,
Hải luôn lo nghĩ. Không biết ngày tận thế sẽ đến lúc nào, sắc mặt thay đổi. Mỗi khi nhìn bố mẹ, bàn thờ tổ tiên, nhìn vào các ngôi chùa, em cứ có cảm giác, đó là ma quỷ chứ không phải người thân, hay Phật. Hải nói, những người có chức vị, trong hội thánh Đức Chúa Trời. Còn giải thích với Hải rằng, có cố gắng học tập, lao động kiếm tiền, cũng không có ích gì, vì cuối cùng cũng qua đời. Điều này khiến Hải không tha thiết với cuộc sống hiện tại, và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Suốt 3 ngày sau, Hải liên tiếp đến với hội nhóm này để làm lễ. Cậu được các trưởng nhóm dạy, nhiều bài học do hội thánh Đức Chúa Trời đặt ra. Như, trái sự sống, nước thiên đàng, ngày tận thế. Cũng theo Hải, một điều lạ ở hội nhóm này, là những người tham gia đều xưng hô với nhau bình đẳng, không phân biệt trên dưới, tuổi tác, họ hàng. Bố mẹ mình, anh em ruột mình đều xưng hô với nhau là anh em chị em, kèm theo tên người đó phía sau. Ví dụ như anh em Tuấn, chị em Ngọc, tuy Tuấn là con của Ngọc, bởi họ giải thích. Không biết ai sinh trước, sinh sau, nhưng đều là con của Đức Chúa Trời, nên phải gọi thế, cậu giải thích. Thoát khỏi hội nhờ lời khuyên của bố mẹ. Theo lời Hải, cậu tích cực tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời suốt gần một tuần và có những biểu hiện bất thường như không ăn đồ cúng, không quan tâm đến bên ngoài. Những biểu hiện này được bố mẹ em phát hiện và bắt đầu tìm hiểu. Khi biết Hải tham gia hội nhóm đó, bố mẹ không quát tháo, thể hiện tâm lý hoang mang. Thay vào đó, bố mẹ em tìm cách khuyên bảo, phân tích nhẹ nhàng. Hải tâm sự, chính những lời phân tích này đã giúp cậu bình tâm lại và nhận thấy đó là đúng. Em tìm đọc kinh thánh và so sánh, thấy hội thánh Đức Chúa Trời khác hoàn toàn so với các tôn giáo khác. Hải nhìn nhận. Những ngày sau đó, Hải không còn đi đến điểm tập trung của hội. Khi các trưởng nhóm gọi điện, cậu đều lấy lý do bận. 2 tuần sau, cậu mới dứt hẳn với hội nhóm này. Nếu ngày đó không nhờ lời khuyên của bố mẹ, không biết hiện giờ em sẽ thế nào. Nghĩ lại, em vẫn còn cảm giác sợ hãi. Nam sinh trải lòng.